Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay Dương Đại Hải rất sung sướng được tái ngộ hầu chuyện quý vị, bởi vì câu chuyện hôm nay rất đặc biệt. Hai ngày qua quý vị đã nghe đến một cái buổi lễ quốc khánh đầu tiên của người Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước. Trong suốt 63 năm, chúng ta đã có nền Cộng Hòa với một hiến pháp nhân bản và tiến bộ. Đây là lần đầu tiên một hội của người Việt hải ngoại chính thức tổ chức lễ kỷ niệm quốc khánh mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ban hành vào ngày 26 tháng 10 năm 1956. Chúng tôi là những người dân yêu nước Việt Nam Cộng Hòa chân chính, đích thực, mà không phải là nhân viên của chính phủ. Những người chưa bao giờ nhận ơn mưa móc của chính phủ, nhưng mà là những người thọ ân Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã được đi những chiếc tàu há mồm để vào Nam trốn chạy Cộng sản. Chúng tôi là những người biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ngày đêm canh cánh bên lòng, làm sao chúng ta có được một cái lễ để biểu dương cái tinh thần thọ ân và biết tri ân người đã hy sinh cả cuộc đời cho Tổ quốc và dân tộc. Đó là anh hùng Ngô Đình Diệm. Chúng tôi không phải là cần lao, để quý vị khỏi nói đây là cái bọn cần lao đó rồi, nó trỗi dậy để nó muốn phá, không. Chúng tôi cũng không phải là những người mà làm việc cho chính phủ. Chúng tôi là những người dân đã được đi tàu há mồm, được Tổng thống Ngô Đình Diệm lo cho từ A tới Z, đưa vào Nam, lại đưa về những cái vùng đất phì nhiêu. Quý vị còn thấy cái danh nổi tiếng, địa danh nổi tiếng như là Cái Sắn, Long Xuyên, Biên Hòa, Tam Hiệp, Hố Nai. Rồi ngay ở thủ đô Sài Gòn chúng ta có những khu như là Khánh Hội, khu Chí Hòa, khu Xóm Chiếu, khu bên kia cầu Chữ Y, khu Tân Quy Đông. Quý vị thấy không? Rất nhiều địa điểm mà dân Việt Nam Cộng Hòa đã được chính phủ giúp đỡ từ miền Bắc vào miền Nam, ổn định đời sống, rồi ăn nên làm ra, con cái được hưởng thụ một nền văn hóa nhân bản, tiến bộ và khai phóng. Không thể nói là cho hết những cái sung sướng của người dân Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó mới đẻ con đẻ cái và tạo nên những ông này bà nọ, làm rạng rỡ cho cái dân tộc Việt Nam đến giờ này đang được phát triển ở bên Hoa Kỳ và cả thế giới. Quý vị hỏi rằng liệu thì có còn ai chống đối không? Chống đối nhiều chứ. Là cái dân tộc Việt Nam, cái dân tộc nó gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là một dân tộc, nó không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Bởi vậy nó khổ vì nó có nghiệp chướng. Đấy bằng chứng là một người anh hùng, tôi đã nhiều lần tôi nói rồi, bây giờ tôi nhắc lại. Một người anh hùng như Ngô Đình Diệm thì nó đem giết đi. Còn những cái thằng quỷ lộn, tội lỗi, súc sanh thì nó đem vào chùa ngồi với lại Phật Thích Ca. Quý vị thấy không? Người Việt Nam bây giờ nó không còn cái đầu óc, nó không còn cái sự hiểu biết phải trái, nó u muội, u mê, ám chướng. Rồi nó còn lên Internet, nó còn chửi nó nào là âm mưu của Công giáo đối với Việt Nam, theo đạo Gia Tô rồi đưa Tây vào chiếm. Thế thì bây giờ cái tụi súc sanh nó đem cái tụi tàu cộng vào giết Việt Nam thì chúng nó nói gì không? Không, chúng nó không bao giờ đụng đến cái tội lỗi của chúng nó, bởi vậy gọi chúng nó là quỷ lộn, là như thế. Tôi xin đọc lại một lần nữa cái thư mời tham dự ngày quốc khánh. Hội Bắc Việt di cư thư mời tham dự mừng lễ quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa lần thứ 63. Kính gửi các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính gửi các quý vị tất cả các cái chính đảng, và chúng ta được chứng kiến những cái sự tiến bộ của người Việt hải ngoại
Chúng tôi cũng kính gửi tất cả các hội đoàn tương tế ái hữu, kính gửi tất cả các cái hội tinh thần Ngô Đình Diệm và người Việt quốc gia hải ngoại. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị quang lâm tham dự tiệc mừng Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa lần thứ 63. Sẽ được diễn ra vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật 27 tháng 10 năm 2019 tại địa điểm ở nhà hàng Paracel Seafood, tọa lạc tại số 15583 đường Brooker Street, Westminster, California 928683. Sự hiện diện của quý vị chắc là một niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức chúng tôi và nói lên cái lòng ái quốc và quý mến chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị ủng hộ mỗi một phần thực cuộc thực khách là $25 sẽ được gom tại bàn ăn. Quý vị muốn ủng hộ nhiều hơn, tùy hỷ và thay mặt ban tổ chức, chủ tịch, cụ Phạm Hồng Phúc, quý vị có thể liên lạc để bảo trợ với số điện thoại của cụ Phạm Hồng Phúc là 714-897-4627. Hoặc quý vị có thể liên lạc thẳng với Dương Đại Hải 714-878-8763. Thế thì cái tin vui này vừa chưa tắt thì chúng ta lại có một cái tin vui tuyệt vời khác. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị hạ sát vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, đến bây giờ đã hơn nửa thế kỷ. Chưa có một tổ chức nào, chưa có một hội đoàn nào, chưa có một chính đảng nào của một người cộng đoàn người Việt quốc gia chân chính để đúc tượng, lập những cái đài tưởng niệm để đền ơn cho một vị anh hùng suốt đời tận tụy vì quê hương và dân tộc. Đó là anh hùng Ngô Đình Diệm. Một người mà khi sống được cả thế giới ngưỡng mộ. Và khi bị một lũ thảo khấu cường toan nó sát hại, thì đến giờ này kẻ thù chưa kiếm được một cái xấu của ngài. Trong khi những cái tên súc sanh chết đi giờ để lại con rơi con rớt đầy đường, tội lỗi ngút ngàn. Chúng tôi mới nhận được một cái thư mời của cái ủy ban gọi là Ủy ban xây dựng tượng đài tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm và tượng đài Vũ Quang Trung ở thành phố Houston, Texas. Ban tổ chức cái hội mà xây tượng đài Tổng thống Ngô Đình Diệm này đặc biệt do một phụ nữ Việt Nam tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, và bây giờ bà đã bỏ tiền ra đích thân để mua một lô đất, mua một shopping center, rồi dành lô đất ở giữa shopping center để xây tượng đài Tổng thống Ngô Đình Diệm và anh hùng Quang Trung. Và trong ban tổ chức đó, người chủ tịch chính là bà Anna Đức Trần. Và những thành viên của ban tổ chức đó gồm có ông Đặng Quốc Việt, giáo sư Nguyễn Chính Kết, bà nhạc sĩ Linh Phương, ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân, MC Quang Vũ, ca sĩ Hoàng Dung, ca sĩ Quốc Vinh, Võ Giang Tỷ, Trần Mai Khanh, ông Trương Như Khuê, ông Nguyễn Quốc Việt, bà Trần Thị Cúc, bà Hoàng Tuyết Hạnh và bà Nguyễn Thị Phương Dung. Đây là danh sách của những quý vị trong ban tổ chức, nhưng mà người hy sinh cả tiền bạc lẫn công lao, đó là bà Anna Đức Trần, mồ hôi nước mắt, bà đã tạo nên cái sự kiện đủ khả năng để tỏ lòng tri ân Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bà cũng là một trong những người đi tàu há mồm bác Việt di cư như Dương Đại Hải. Việt Nam Cộng Hòa lễ tưởng niệm và khánh thành tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và tượng đài Vua Quang Trung. Thưa mời, kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính mời quý hội đoàn tinh thần Ngô Đình Diệm
và các hội tưởng nhớ Tổng thống vô đình nhiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ và thế giới. Quỹ Hội đoàn Quân đội và Cảnh sát Quốc gia, Quỹ Hội đoàn Quân đội Người Mỹ gốc Việt, Quỹ Hội đồng đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston và vùng phụ cận, Quý vị dân cử, Quý tổ chức đấu tranh, Quý cơ quan truyền thông, cùng toàn thể quý đồng hương thương mến. Năm nay, Hội tưởng nhớ Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ tổ chức lễ khánh thành tượng đài và lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng các vị anh hùng quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tự do và chính nghĩa quốc gia. Buổi lễ sẽ được tổ chức tại địa điểm 7600 đường Sanford Road, thành phố Houston, Texas 77071, ở gần góc đường 11100 đường Fondren và đường Sanford. Vào ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 11 năm 2019 tới đây, chương trình gồm có bắt đầu tiếp đón quan khách vào lúc 1 giờ chiều, đúng 2 giờ khai mạc, và sau phần nghi lễ tưởng niệm và khánh thành tượng đài, ban tổ chức có khoản đãi tiệc nhẹ. Phần văn nghệ do nhạc sĩ Linh Phương phụ trách cùng các ca sĩ và các ban hợp ca ở Houston trình diễn xuất sắc, không phụ lòng quý vị đồng hương tham dự. Kính mong quý vị bớt chút thì giờ vàng ngọc đến tham dự đông đủ để chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương tưởng nhớ đến Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như các vị anh hùng có công với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính xin quý vị nhận nơi đây lòng chân thành ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức, trân trọng kính mời bà Anna Đức Trần. Số điện thoại 832-863 và 5618. Chúng tôi xin cảm ơn bà Anna Đức Trần cũng như là ban tổ chức đã có nhắc ý mời Dương Đại Hải gửi vé máy bay để mời Dương Đại Hải bay qua Houston chung vui với tất cả đại gia đình tưởng nhớ Tổng thống Ngô Đình Diệm và anh hùng áo vải Quang Trung. Xin cảm ơn bà. Cho nên quý vị thấy không, phụ nữ Việt Nam tuyệt vời, tuyệt vời mọi phương diện. Ở nhà lo cho gia đình, theo cha theo mẹ, lớn lên lấy chồng, lo gánh vác giang sơn nhà chồng, khổ sở hy sinh chồng con, chồng đi tù ở nhà nuôi con nuôi cái. Đến lúc làm ăn thành công, nhớ ơn tổ tiên, nhớ yên gia tiên và nhớ ơn các vị anh hùng dân tộc. Cho nên Dương Đại sung sướng đã nhận lời của ban tổ chức sẽ có mặt vào ngày lễ khánh thành mùng 3 tháng 11 tới đây. Sau khi Dương Đại sẽ tổ chức và hợp với ban gọi là Hội Bắc Việt Tri Cư để tổ chức mừng ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa lần thứ 63 ở tại nhà hàng Paracel Seafood vào ngày 27 tháng 10 năm 2019, tức là ngày Chủ nhật. Cho nên Dương Hải rất sung sướng, chưa bao giờ được sung sướng như thế. Xin cảm ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm và cảm ơn những người đồng chí hướng. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn.